Tôi đã gửi xăm và mỹ phẩm cho gia đình. Tôi đã gửi xăm và mỹ phẩm cho gia đình. Tôi đã gửi xăm và mỹ phẩm cho gia đình. Rồi các bạn làm đi ha. Cho bạn 15 phút ha. Đến 12 giờ 15 cô gọi ha. Các bạn có từ gì không không nhớ hoặc luôn hoặc là không biết, các bạn bảo cô ghi lên bảng này nha. Mười hai giờ 15 cô gọi ha. Các bạn nào biết xong?
Rồi hỏi đi em. Chị Man đấy. Tuy nhiên đấy. Tuy đắc nhưng đấy. À, chị Man hết đấy. Tuy nhiên hoặc là tuy nhiên gì đó. Đều là chị Man đấy. Mình nhiều cấu trúc chị Man. Tuy nhưng hoặc là tuy nhiên nhưng đó đây là chi man, hoặc là kết thúc mệnh đề hai chi man, hoặc là kết thúc mệnh đề cờ rên tê hoặc là cần tê, còn không mình nói với chi man luôn, mình chưa học ưng nương tê. Ưng nương tê vài vậy sao sao học ưng nương tê nó có năm nghĩa là đúng rồi. À, còn mà còn mang theo nữa, chuẩn bị hạ cô và hãy mang theo cái hãy mình cho đuôi cuối đi. Còn mang theo nữa mà đúng không, thì hãy mình cho đuôi cuối nó dễ hơn, chuẩn bị rồi hãy mang đi đó.
Rồi bây giờ cô gọi hai bạn ha. Bây giờ Nguyệt với Ly làm xong chưa hai em? Đọc cho cô bốn câu đầu tiên đi. Ánh Nguyệt và Ly. Ly mới hỏi cô hồi nãy. À em đọc trước đi. Bạn Ly đâu rồi? Ly làm xong chưa Ly? Mới ba câu ạ. Câu số 4 thì là tùy cơ ứng biến ha. Tới đâu làm tới đó. Bây giờ là từ câu số 3 đi. Nguyệt làm trước đi em. Chưa có câu hỏi mà. Câu hỏi đi. Tâm. Rồi, bây giờ mình trả lời. Đúng rồi, cha cưng thả bằng xa rồi cô heo. Rồi, tiếp theo. Đúng rồi, tôi không xin cưng chùa heo. Đúng rồi, tâm hồn si cưng chùa hẻo. Bạn trả lời là Nguyệt có thích món cay không? Em thích đồ ngọt không? Đồ chua. Thích chua chua mặn mặn thì bây giờ nói như thế nào đây? Chua là gì? À, cha ta. Đúng rồi, chua là si ta. Thì ở đây mặn, mình thích đồ mặn mình nói gì? À, chan un si cơ. À, bây giờ nó bỏ ta đi. Si cô, mặn mà chua. Việt Nam mình thường thường người Việt Nam mình thế nha. Cái gì mặn mặn chua chua chấm với nhau ha. Si cô chan ung si cưng chùa heo. Rồi tiếp theo câu số 3. Hay xe ý đứng ở tèo ở đứng mạng này á, có nhiều việc không hay là gì đó đó. Vô chung. Vô chung. Hey, sa e i rưng ở tèo rưng ở tèo hoặc là y rưng mạnh này á. Rồi bạn kia mới trả lời. Mạnh na cô thôi, không có ha cô nha. Ha cô là gì đây, danh từ đi với ha cô, còn động từ tính từ chỉ việc bỏ tà đi và đi với cô. Hey sae y đi mạng cô mà in mạng tả bỏ tả đi y đi mạng cô tiếp. À đúng rồi, kê sau thì đây him tưng tà nhưng mà công việc mệt mỏi là em chuyển về him tưng. À đúng rồi, him tưng y đừng hề a tèo. Câu này xuất sắc ha, định ngữ ok. Câu số 4. Nê in gió hen khẳng đệ. Ngữ pháp mình học cứ cho vào gió hen khi đi du lịch. Gió hen khẳng đệ. Đồ vật cần thiết là gì đây? Mưng con thôi mà còn phi đô ha tà nữa, đồ vật mà cần thiết nữa thì ở đây không phải đồ vật thôi đâu mà còn cần thiết nữa thì ở đây như thế nào đây?
ta dùng định ngữ Firohata là tính từ, thì bây giờ đó đồ vật có tính từ, có danh từ, thì ở đây Firo gì đây? Rồi mẹ rồi đó. Firohan mùn con. À, mùn con nha. Firohan mùn con rừng chung bi hạ cô. Khá chơ khá xe. Đó, cái môn con không này chuẩn bị đồ vật thì không nói gì rồi, nhưng mà người ta còn là đồ vật và cần thiết nữa. Thì đây, đó, có tính từ, có danh từ kết hợp lại đây. Ngưng à. Rồi bây giờ hai bạn tám chuyện với nhau đi. Bây giờ không phải đọc cô sữa nữa. À, còn có trở lại cô bố. À, nè, Alexia. Rồi bây giờ giao tiếp với nhau đi ha, không phải đọc nữa, hỏi đi, nói chuyện với nhau. Một người, ví dụ hai trường hợp, hai người là người Hàn, hoặc là một người Hàn, một người Việt Nam, hoặc là một người nước ngoài gì đó, mình không phải là người Việt Nam nữa, bây giờ mình nói tiếng Hàn đi. Câu số 1. Đó, hay rồi đó, đó lại đi, vị trí nhau đi, trong văn nói được này là ok đó. Tiếp. Rồi ok. Đó. Dần 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 thấy hay lên đấy ha. Như những chỗ như cô nói, những chỗ mình nói nè, những chỗ này có thể lược bỏ ha. Sô chân chết. Sô chân chết. Rồi ok, hai bạn ha, Ly và là vợ Nguyệt, ok hết rồi đó, làm cũng tốt và nói cũng tốt rồi, ha. Tiếp theo từ câu số 4 đến câu từ số 5 đến câu số 8. Bây giờ Mai Linh và một bạn nữa, Mai Linh và Hương đi, Phạm Hương đi. Hai em là xong chưa? Linh và Hương. Vẫn còn hai câu phía sau ạ. À? À, câu 9 và câu 10. Bây giờ mình cứ tùy cơ ứng biến đi. Tới đâu làm tới đó ha. Rồi bây giờ câu Hương đọc trước đi Hương. À, sai cô ít nâng cờ sơ. Nếu mà dùng cô ít đà ít nâng cờ sơ. À, cái giọng cô hay đọc lòng này nha. Sai cô ít nâng cờ sơ hoặc là xa nâng cờ sơ cũng được. Mình chưa học cô ít đà. Hôm sau mình học cô ít đà có thể diễn tả hơn. Còn chỗ này cô ít đà vẫn ok. Sao cô ít nâng cờ sơ bệ thư nam xa ra mi bà này à. Sao có tiếng cô vừa đọc lòng nha. À, nó cứ lòng lộng ấy. Mê tha nam xà ra mê mạng này à. Rồi, Linh.
lòng được chưa? Chín nè nè cậu sơ chị công chín nè cô ít nè cậu sơ vẫn được cái này mà tôi đang trải qua, cái này mà tôi sống đấy, sao mà nó cứ lập dập nha. À câu trả lời gì đây Linh? À giờ kia nè, giờ kia em nè, hoặc là giờ kia nè, sao cứ lòng lòng ha. Bây giờ Hương thử tắt cái mic của Hương thử xem Hương. À, nghe được chưa? À, sao chỗ Hương nó bị nhiễu sóng nhỉ? Cái Hương bắt lên là nó bị hơi bị lập chập một chút xíu. Cứ đéo gì đây? Chỉ có người Trung Quốc mình mới học chỉ hôm qua. Trung Quốc Saddam gì đây? Đúng rồi, Trung Quốc Saddam An thì cô có thể nói luôn. Vietnam Saddam gì ở sao? Vietnam Saddam gì ở sao vậy? Câu số 6. Y ma thử gì sơ? Đúng rồi, gì nữa? Than cái ở siêu thị này, cái đồ vật mà bán ở siêu thị này còn bán cái nữa. Ừ, bán là gì? Đúng rồi, Phan Nưng mua con gì đây? Mun con đó, chỗ này thêm một định ngữ là cái đồ vật mà bán ở siêu thị này thì sao đây? Đúng rồi, bi sa chỉ mang chột ưng mun con nhỉ. Mà này à. Đó, ở đây nếu như cái đồ vật ở cái siêu thị này nhưng mà không, vì sao còn bán nữa? Đồ vật mà bán ở siêu thị này đáng lẽ phan tà. Có bắt chim là tiền gì đây? Mình động từ thì phải như thế này đúng không? Không bắt chim gì cũng được, nhưng mà vì sao R gặp N bị bắt quy tắc, R bị mất đi. Đó, chỉ còn là phan nưng thôi. Rồi trả lời Linh. Hai chim ăn gì đây? Cô nghe không rõ. Sao nó cứ lặp lại nha. À, Hương thử tắt cái đầu của Hương xong rồi để Linh nói thử cô nghe rõ. À, Xì Trang bô tạ thổ sai rồi à? Chắc chưa. Bây giờ người ta nói là si chan bô tạ thổ sai ở hai chi man. Tôi mua ở chợ, tôi thường xuyên mua ở chợ mà. Nhưng tôi thường xuyên mua ở chợ vì ở chợ nó rẻ. Hoặc là vì ở chợ nó rẻ hơn siêu thị này. Thì mình làm như thế nào đây? Vâng, tôi thường xuyên vâng, nhưng mà tôi thường xuyên mua ở chợ hơn. Si chan hề so cha chu sai ở. À, vì nó rẻ hơn ở siêu thị này. Nếu như muốn bô tả vào đây nó rẻ hơn cái siêu thị này thì mình nói như thế nào đây? Y map thử bô tả. Thổ sai ở. Hoặc là thổ xa nghỉ cây ở.
cho thợ vào đây. Đó, nó rẻ hơn hơn cái nào đối tượng mình so sánh, vì nó rẻ hơn cái siêu thị này thì là gì đây? À, mắt thử vô tả thổ xa nhỉ cây à? Nhưng mà nè Hà Chi Man, nhưng mà tôi thường xuyên mua ở chợ hơn xì cha hay số chả dù sai hả? Vì nó rẻ hơn cái thằng này. À, mắt thử vô tả thổ xa nhỉ cây à? Hoặc là thổ sai, hoặc là xa cái tên mình này đó. Rồi bây giờ câu số 7. À, ít nâng chết gì đây? Ít cưng chết cưng. Hoặc là ít cưng chết kia. Cưng thì nó chủ ngữ là dễ hỏi hơn. Ờ, tưng chết gì vậy đó, đúng không? Rồi, Linh. À, số sơn check về về ạ. Rồi tiếp theo câu cuối, câu số 8 ạ. Tiếp theo câu số 8. Tăng hai lên. Còn nếu mà chỗ này đơn giản thì mình ở nước ngoài ra được, nhưng mà cái nước mà bạn sẽ đi du lịch, cái ở nước này phía sau, cái nước mà để sẽ đi du lịch là cái nước nào, thì cái đó lúc cuối cùng mới là ở nước nào ra. Cái nước mà sẽ đi du lịch thì ở đây mình có định ngữ gì đây? Gió hen gì đây? Gió hen hanh nạ ra, đúng rồi, hanh nạ ra nư, nưng nạ ra dẻo, nạ nưng nạ ra dẻo thôi đó. Đây cái nước mà bạn sẽ đi du lịch. Băng hắc e, nếu mà chỗ này đã có nưng thôi, chợ từ rồi thì ở đây gì đây, băng hắc e thôi, hoặc là băng hắc tê thôi, vì trong một từ không có hai âm nưng. Thì chỗ nưng này mình làm gì đây, chủ ngữ rồi, thì ở phía sau này, ở đây băng ht hoặc là băng he thôi. À, vì mình cho e nưng vào trong đây nữa, ở đây có trợ từ ưng nưng nữa, một câu đâu có hai chủ ngữ, thì chủ ngữ gì đây mình phải đặt ở ở đây để dịch cả câu dịch lên này. Chỗ này cái nước mà bạn sẽ đi du lịch khi kỳ nghỉ, vào kỳ nghỉ hay lúc kỳ nghỉ thì là cái nước nào? Linh. À, France yo hang hàng có gì không? Hoặc là France gì cũng được. Còn không là gì đây? À, tôi sẽ đi là gì đây? France yo hang hàng có gì không? Đó. Rồi bây giờ 8 câu ok hết. Đó, bây giờ hai bạn nói với nhau đi. À, 9 câu lần hả? Tôi đọc 9 câu hả? Rồi, câu tiếp theo. Câu số 9. Chín ăn chua. Tiếp. Tiếp. Cà chúc ế kê. Cái thư mà bạn sẽ gửi, hoặc cái bưu phẩm mà bạn sẽ gửi, nó cũng giống như thế này. Nó cũng giống như thế này. Đúng rồi, bô nên sô phô nư mô éo. Đó, cái thư mà bạn đã gửi cho gia đình vào tuần trước là cái bưu phẩm là cái gì đó, cho nên chỗ này là gì đây, cái bưu phẩm mà còn đã gửi nữa thì đây bu nè sofo. Hương thử tắt
kêu cô cái à cái lo hôm hôm bữa hương hôm nay cái lo hương sao bị nhiễu sóng vậy nhỉ, nó hơi ồn một tí xíu. Ta chốt gì đây, ok tiếp. In xăm khoa à, in xăm hạ cô như cái hoa khoa nha. À nhầm, à câu à, em dùng qua một khoa đúng không? In xăm khoa và hoa trang phục à. Rồi, ok. Những chỗ này vì sao cô cho định ngữ vào đây? Những chỗ bình thường ví dụ như à tuần trước bạn gửi đã gửi cái gì? Đúng không? Thì mình chỉ hỏi là Trinh Chu ơi mua bonus rồi đó, chẳng hạn. Nhưng ở trong câu này người ta bảo là ở tuần trước cái bưu phẩm, có bưu phẩm nữa mà bạn đã gửi cho gia đình là cái gì vậy? Nếu hôm qua mình nói là à bạn đã gửi cái gì, tuần trước bạn đã gửi gì? Trinh Chu ơi mua mua bonus rồi đó, đã gửi gì thôi. Thì mình nói à gửi bưu phẩm, gửi bưu phẩm là gì vậy, chẳng hạn người ta còn hỏi cái nữa à bưu phẩm của bạn gửi là gì, bạn gửi cái gì. Thì bây giờ ở đây người ta gọi là cái bưu phẩm hay cái bưu kiện hoặc cái hàng hóa số phô mà bạn đã gửi đây, hàng hóa mà còn đã gửi nữa, bonen số phô. Ở đây cái nước mà bạn du lịch đó, cho những chỗ định ngữ người ta không hỏi bình thường mà người ta lại cho những định ngữ của này vào người ta hỏi. Cái nước mà sẽ đi du lịch là cái nước nào đấy, hoặc là bạn sẽ đi du lịch nước nào, mình chỉ nói là ở Tân Nạ Ra giờ hen ha, giờ hen hè yếu chẳng hạn, giờ hen hành coi yếu là cái những câu bình thường đúng không. Nhưng khi trong trường hợp này người ta lại cho cái định ngữ vào đây nữa đấy, để cái câu nó hoàn chỉnh, để cái câu nó rút gọn hơn, thì người ta sẽ nói là giờ hen hành nạ ra, cái nơi mà bạn sẽ đi là nước nào đấy. À, vì có du lịch, có định ngữ này người ta còn du cho du lịch vào đây nữa. À, trong một câu hoàn chỉnh người ta hỏi vừa có du lịch nè, vừa có nạ ra, cái nước mà bạn du lịch là nước nước nào. Thì là như đây người ta mới trả lời là phương đang sư hiệu, hoặc là phương đang sư giờ đang khẳng khởi hiệu. Đây là những chỗ định ngữ này, nước mà còn sẽ đi.